Alo. Alo. Rồi, xin chào. Cho em hỏi một chút là em cũng là hộ kinh doanh ấy, thì năm trước thì bọn em không phải theo dõi 7 cái sổ kế toán ấy, nhưng năm nay thì bọn em phải theo dõi 7 cái sổ kế toán. Về vấn đề tài khoản ngân hàng ấy, thì bọn em có thể mở tài khoản riêng được, nhưng mà về cái vấn đề quỹ tiền mặt ấy, thì ví dụ như bây giờ năm ngoái là bọn em không cần phải theo dõi số dư. Tức là khi mà bọn em bán được hàng bao nhiêu thì là bọn em chỉ nhập hàng và bọn em chi tiêu ngoài thì không cần quản lý. Nhưng năm nay ấy, ví dụ như là bọn em ban đầu bọn em nhập hàng vào ấy, ví dụ như là tháng 1 thì bọn em nhập hàng vào mà bọn em số dư đầu kỳ của cái quỹ tiền mặt ấy thì bằng không, thì như thế thì tất nhiên bọn em chi tiền nó sẽ bị âm ấy, thì bọn em làm cách nào nhỉ? Thực ra thì như thế này nhé. Trong cái thông tư số 88 thì nó có 7 cái mẫu cuốn sổ mà hướng dẫn chung cho tất cả các hộ kinh doanh. Thế thì anh chị cũng lưu ý là gì? Thực tế khi mà vận dụng ở trong hộ kinh doanh ấy, thì nó sẽ xảy ra mấy cái trường hợp như sau. Phần đa là anh chị sẽ không dùng hết 7 cuốn sổ đó. Anh chị cần dùng đến sổ nào thì anh chị dùng đến sổ đó thôi, còn không dùng đến thì bỏ. Không nhất thiết phải dùng hết 7 sổ. Đấy là cái thứ nhất. Cái trường hợp trước em tập huấn ấy, thì em chỉ thấy là bên thuế họ chỉ cho phép mình bỏ cái quyển sổ chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí thôi, sổ tiền lương thôi. Tức là họ bảo là nếu mà trong trường hợp hộ gia đình. Vâng, thế là không đúng. Cái việc mà dùng đến bao nhiêu sổ là phụ thuộc vào nhu cầu quản lý thực tế của hộ kinh doanh để cho tính chất phù hợp với chính hộ đó. Thế thì có mấy cái cuốn sổ mà anh chị yêu cầu, mà anh chị cần phải có tính chất hợp lý và bắt buộc này. Cái thứ nhất là sổ doanh thu. Sổ doanh thu là xuất hóa đơn ra cái là nó ra sổ doanh thu luôn rồi. Trên hệ thống hóa đơn điện tử nó có sẵn rồi. Và sổ doanh thu thì để làm gì? Để là cơ sở để xác định ra được, để tính đi nộp thuế. Ý nghĩa của sổ doanh thu là như vậy, mà là cuốn sổ quan trọng nhất đối với hộ kinh doanh. Cuốn sổ thứ hai đó là cuốn sổ nhập xuất tồn hàng. Vậy thì cái cuốn sổ nhập xuất tồn hàng nó có ý nghĩa gì? Bản chất cái cuốn sổ nhập xuất tồn hàng ấy là nó minh chứng cho cái việc mà chúng ta có cái kinh doanh về mặt hàng hóa như vậy. Thế nó có tính chất phù hợp. Nếu tôi mua cái này không, tôi xuất ra cái này, nó có tính chất phù hợp, nó hợp lý. Và cái cuốn sổ thứ ba đó là cuốn sổ về vấn đề liên quan đến các khoản chi phí. Đấy, thì những cái cuốn sổ đó, ba cái cuốn sổ đó nó đều để trở thành căn cứ để mà chúng ta nộp lên trên tờ khai. Thế mà nhất là ở trên cái tờ khai ấy, mà đến bây giờ ấy, nó còn liên quan đến một cái câu chuyện nữa là gì? Trên cái phụ lục của cái tờ khai tính thuế bây giờ nó nhồi luôn cả thêm hai cái ông sổ đấy vào nữa. Cũng phải nói thật với bạn là gì? So với công tác kế toán của doanh nghiệp mà kê khai thuế, là trong kê khai thuế của doanh nghiệp là nó không có cái phần đấy đâu. Thì với cái góc quan điểm của quản lý thì có thể là gì, các anh chị cũng có những cái lý riêng. Thế nhưng mà tôi cho rằng đặc biệt là đưa cuốn nhập xuất tồn vào và lên cái phụ lục mà khi kê khai thuế thì cái vấn đề đó là quá khó cho hộ kinh doanh. Em thấy nó không hợp lý vì cuối năm mình không cân lại được tồn kho. Cái chuyện bạn cân hay không đấy là cái việc đó là việc của bạn. Trong cái nguyên tắc thì nó có tính chất tức thời. Thế nhưng mà vấn đề là ra là cái sổ hàng tồn kho nó không hề đơn giản một chút nào cả. Đúng rồi. Một câu nói của anh chị thì bằng hộ kinh doanh và anh em người ta làm mẹ mướt mặt luôn. Đấy, thế nhưng mà thôi chúng ta không cãi được luật đâu, tại vì luật nó ra đời rồi mà áp dụng chung cho cả nước thì chúng ta làm thế nào để cho nó tính chất phù hợp. Tức là khi mà bọn em quý bọn em nộp báo cáo thuế là thay vì trước là bọn em chỉ nộp nguyên báo cáo doanh thu một quý là bao nhiêu tiền và nhân với ví dụ như bọn em là kinh doanh thương mại chẳng hạn thì là nhân 1,5% thuế thôi. Còn bây giờ là bọn em phải nộp kèm theo cả tồn nhập xuất tồn này. Nó có cái phụ lục ở đấy. Mai kia rồi các bạn sẽ được hướng dẫn nhé. Dần rồi bây giờ chúng ta cũng quen đã, từ từ. Đấy, thì làm nào thế thì khi mà trên chương trình phần mềm ấy thì chúng tôi mới tính những cái chuyện là làm nào để cho các bạn dễ nhất. Nhưng cái quan trọng nhất của người làm kế toán là sau làm nào đấy để mà nó đẩy lên được cái hỗ trợ của anh chị, mà nó nhàn nhất cho anh chị, mà để anh chị nó có tính chất tự động. Trong cái thôi chứ mà ra được một cái bảng nhập xuất tồn vất vả lắm. Thế còn lại có những cái cuốn sổ khác, ví dụ như chị vừa hỏi cái câu về vấn đề liên quan tiền. Thật ra tiền của hộ kinh doanh nó là tiền của bạn. Thì cái sổ tiền mặt ấy, gọi là nó không quan trọng thì không đúng, nhưng mà thực tế ra bạn chưa ghi thì bạn ghi vào. Nó âm thì bạn nhập tiền vào. Tiền bạn đang để ở ví của bạn chưa nhập vào. Thế hoặc là cái tiền của ngân hàng thì những cái thứ đấy nó không có lên báo cáo thuế mà anh chị tự theo dõi. Như hôm trước em có ra quyết toán với cơ quan thuế ấy, thì chi cục thuế thành phố Việt Trì, em ở Việt Trì, thì bọn em ra quyết toán thuế để bọn em đủ điều kiện dùng sử dụng hóa đơn điện tử. Thế là khi trước đấy là bọn em chỉ thuộc hệ diện là hộ kinh doanh, mỗi lần kê khai, mỗi lần xuất hóa đơn thuế ấy, thì là phải xuống dưới chi cục để xuất hóa đơn, nhưng mà để đủ điều kiện để lên để sử dụng hóa đơn điện tử thì là bọn em phải lập lên bộ 7 quyển sổ đấy. Thì trong đấy thì em chỉ thấy các anh ấy bảo là chỉ có mỗi quyển sổ tiền lương là không bắt buộc, ở quyển sổ chi là không bắt được, không bắt buộc, còn tất cả những cái quyển sổ khác là phải bắt buộc. Và hôm đấy em không em bảo em chưa phát sinh nghiệp vụ gì về liên quan ngân hàng với cả tiền mặt, nhưng mà các anh vẫn bảo là các anh em vẫn phải kê khai một vài bút toán tiền mặt mà như ở bọn em bán lẻ đấy, em thấy các anh vẫn bắt buộc phải kê khai cái sổ tiền mặt đấy, cho nên em đang hỏi về vấn đề đấy. Thì số dư đầu kỳ thì em có thể nhập lắm đâu nhá bạn nhá. Về cơ bản thì các anh cũng chỉ hướng dẫn để cho bạn làm quen với tất cả các vấn đề đó thôi nhá. Còn trong thực tế thì bạn sử dụng trên chương trình phần mềm thì nó sẽ có sẵn rồi nhá. Mai kia mình cũng thực hiện các cái nghiệp vụ đó trực tiếp trên chương trình phần mềm, mình chạy ra với cái bố biểu đấy nó cũng dễ thôi mà nhá, xử lý mấy nghiệp vụ đấy cũng đơn giản thôi. Cái đấy thì em cứ nhập số dư đầu kỳ bằng số tiền thực tế mình đang có là được, đúng không ạ? Thoải mái mà, hoặc các bạn nộp tiền vào có vấn đề gì đâu nhá. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.